Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ý Tứ. Trong số video ngày hôm nay, anh em tụi mình sẽ cùng nhau chơi về một cái con tướng nằm trong danh sách auto cấm ở thời điểm hiện tại trong phiên bản tu di giới này. Cái lý do tại sao mà nó cấm bởi vì mức độ khó chịu của vị tướng này, đúng không? Nước sông không phạm nước đáy, hà cớ gì các bạn lại đụng chạm tới lãnh thổ nước đáy của tụi tôi và các bạn đã phải trả giá rồi. Và như vậy là double kill đã thuộc về cho mình con tướng Aleter. Đây cũng được xem là phật lọt đầu tiên của vị tướng này. Đây là một con tướng mà có được cho mình cái khả năng 2cc, cái khả năng khống chế cứng vô cùng khó chịu. Và lối đánh của Letter sẽ là một lối đánh thiên về khả năng phòng thủ và hậu vệ, đúng không ạ? Và chắc chắn được rằng tôi sẽ cố gắng dùng tất cả sức bình sinh của mình ra để có thể nuôi, để có thể bảo vệ cho cô nàng Violet trong bản game này, để cho cô ta có thể được oanh kích trong giao tranh. Nhưng liệu rằng điều đó nó có suôn sẻ hay không, đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Còn thực tế nó như thế nào, mời các bạn cùng nhau hào phân giải. Khi mà điểm yếu của team đồ xanh của mình chính là khả năng chống chịu, chúng ta không có những cái vai trò tăng vọt tăng những cái tình huống đi lộn cái bờ đến từ Rico Atman. Mặc dù anh ta có được mình khả năng tàng hình, nhưng người ta không thể nào phát tác được cái khả năng đó ở cái thời khắc 1 phút 30 giây như vậy. Nhưng cũng không thể nào trách được anh ấy, bởi vì đó là thời điểm mà Batman chưa có được mình cấp độ 4, đúng không ạ? Sự quần thảo đến từ ba thành viên bên kia đang tiến hành giao tranh tại vực Bogland. Tôi đang cố gắng đến thật là nhanh để có thể phối hợp với đồng đội và chúng ta thực hiện một pha comeback hay chăng đây. Những tình huống núp lùm đến từ Rico Tourland, còn khoảng chừng 5 giây nữa mà thôi chúng ta sẽ tiến hành ăn cho mình con rồng. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là cái chiến địa của sự tranh cướp. Không biết được rằng ai sẽ là người kiểm tỏ được cho mình con rồng. Đây, khoảng thời gian đầu game nó mang lại vô vàn lợi thế cho cái vị trí đi rừng, đúng không ạ? Rồng vẫn đang bị bỏ ngỏ, chúng ta không đủ tự tin để làm được điều đó. Tourland di chuyển sang đường giữa và anh ta sẽ sớm có mặt ngay tại đây mà thôi. Yuka đang muốn chơi hay chăng đây? Không rồi, dần bị giữ vị trí quá ghê. Ở thứ hạng chiến tướng như thế này thì kỹ năng khả năng di chuyển của người chơi nó luôn nằm ở cái khoảng từ trung bình đến hoặc là cao. Những tình huống ôm trụ rất chắc chắn đến từ các hạng bên kia. Tourland đang tại đường giữa, tín hiệu tốt để cho chúng ta có thể giao tranh. Những tình huống quay tay, bật mình cuối được hiệu triệu ra, nhốt lòng được các bạn. Oma tóc biến lui về, quá khó chịu đến từ cao bên kia. Đó là một cái tình huống nhốt Oma rất là khiên cưỡng. Nếu như tôi không nhốt Oma thì cái nội tại mang lời của Oma nó sẽ làm chóng lên các thành viên nội tại mình rất là nhiều. Và ngay sau khi thắng thế ở một cái pha comeback như vậy, các thành viên kia họ thừa thắng xông lên, họ đang muốn lấy trụ luôn kia kìa. Violet của ta sẽ phải rơi vào một cái chết hoạnh tử, đó là một điều hiển nhiên đi. Khi với cái sự chênh lệch đến từ hai thành viên đội đội bên kia. Và giờ phút này đây họ sẽ có được những cái lợi thế như thế nào nữa hay chăng, khi Batman đã có thì mình chưa gối rồi, quăng ra cho mình video giờ anh ta không dám chơi khoảng thời gian này, đó là một sự lựa chọn khôn ngoan. Khi lượng sát thương, lượng máu của anh ta không đủ để có thể triệt hạ đi đấu phương ở giây phút như vậy. Quay trở lại câu chuyện thì mình là con tướng Aleter. Các bạn có thể thấy được là về mặt chất tướng thì các thằng bên kia họ đang có một cái sự vượt trội hơn. Họ đang có được cho mình khả năng chống chịu rất tốt đến từ quân bài Oma, khả năng tạo ra hiệu ứng chen CC rất ok đến từ con tướng Oma, đến từ nội tại mang lực đó. Họ đang có được cho mình khả năng sát thương rất dồi dào về giai đoạn cuối game, khi mà họ đang sở hữu một con tướng được xem là hyper carry ở phiên bản hiện tại tu di giới, đó chính là vị trí của Dawn, đúng không ạ? Và cái điểm mạnh của team đội xanh của mình là gì? Đó chính là khả năng khống chế cứng nè. Và đây là một cái đội hình mà chúng ta sẽ phải đánh theo một cái thiên hướng là đánh nhanh cúp gọn, và tôi sẽ dùng ra cho mình chơi cuối trong cái trường hợp là trấn áp cái vị trí của Willen hoặc là cái thằng Triệu Vân, bởi vì đây là hai con tướng có được dùng được khả năng assassin, những con tướng có được cái khả năng sát thủ và nó sẽ quần thảo trong giao tranh rất là mãnh liệt, và tôi buộc phải dùng chiêu cuối ở những pha như vậy. Và chúng ta sẽ phải làm sao duy vững được những công tác đó. Một tình huống giao tranh đã xảy ra và đó sẽ là sự góp mặt đến từ ba người. Yuka anh ta bị bức tử, đó là một cái pha inta skill đến từ các thằng bên kia. Tôi có một cái cảm giác là hình như ngay sau khi mà quân bài Letter ăn được cho mình cái double kill thì các thằng bên kia họ đang có một cái sự tiết chế giao tranh rất nhiều, khi mà trong cái tình huống cơm bắt đó có vị trí của Letter. À khoan, còn Willen cái kia hên còn cho mình đặc biến. Không thôi là thấy mất rồi. Rất hên nha, một cái pha xử lý và quan sát rất mẫu mực đến từ vị trí của đệ tử Sào Lòn với quân bài Letter. Chúng ta đang di chuyển đến thật là nhanh để có thể thực hiện một pha comeback tại khu vực này. Nhưng rõ ràng khi mà Batman không có được cho mình chiêu cuối thì anh ta không thể nào tạo ra được những tình huống đột biến trong giao tranh cả. Oma bật ra cho mình búa cuồng, bật ra cho mình cuối, anh ta đang quay tay trước mặt đệ tử. Tôi không thích điều đó xảy ra, đó là một hành động rất đồ tiện. Yuka làm được gì đó bạn ơi, cầm trọng lực chủ yếu cho đẹp bằng hình mà thôi, không trúng cái quần què gì cả. Nhưng tại vực Mipland thì đang tạo ra một kẻ hở cho anh bạn Willen, anh ta đang bút trụ kia kìa. Chúng ta có cho mình con lính, chúng ta có cho mình con xe, liệu rằng có thể lấy thành công cái trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên cái đầu bên kia tại vực Bobland không? Câu trả lời đã là không rồi. Khi đó đều là những cái vai trò sát thương chủ lực của họ, cái tốc độ clear lính của họ đang là quá dồi dào đi. 45 giây nữa là khoảng thời gian mà con rồng sẽ được ra. À thằng Triệu Vân nha, Triệu Vân đang là mục tiêu của mình. Chúng ta không còn cho mình đặc biến, nhưng đó là một cái bánh mì kẹp thịt. Triệu Vân đấy mà chạy mình được, tôi là con chó trong đúng này. Anh ta đang bị đi bớt, anh ta bận gì mình không bận xương. Ngục tù vĩnh hằng đang được hiệu triệu ra và chắc chắn được rằng anh ta đã bị hạ tử rồi. Rất tốt rồi nha, những tín hiệu tốt nó đang dần dần xuất hiện trên mặt trận kia kìa. Cái trụ bờ mờ nhà chính đầu tiên của họ tại vực top lane nó cũng sắp nổ luôn rồi. Quất nó luôn đi bạn ơi, quất nó luôn đi bạn ơi, đừng sợ gì cả, chúng ta coi cho mình con xe. Tu lane bị rebuff quay ngược trở lại hơn, tu lane mất như được flash trong tình huống này.
và anh ta có thể bảo toàn được mạng sống ở một cái thời khắc thập tử nhất sinh như vậy. Các bạn có thể thấy được là chỉ số địa bàn gục của cả hai bên không có sự chênh lệch quá nhiều, nhưng rõ ràng lợi thế đang thuộc về cho khách hàng bên kia. Họ lợi thế ngay từ công đoạn đầu game, đó là một tuần uống Sudoku với nhau, nhưng cánh phải đó chứ lâu mà lộn cánh trái đó chứ lâu mà quyết đoán và quả cảm là những gì chúng ta có thể diễn tả anh bạn Uma này. Họ lợi thế ngay từ cái công đoạn đầu game, ngay từ cái thời điểm mà ban biết họ lựa chọn chất tướng quá khôn khéo, một đội hình quá chuẩn chỉnh ở khả năng gian trải sức mạnh từ đầu đến cuối game. Con rồng đang bị ăn còn ở chừng 2.000 máu nữa mà thôi, mà Willian anh ta có một chút gì đó được gọi là dè dặn khi anh ta thấy bóng hình của thằng Aleister, bởi vì anh ta biết được rằng Aleister là một trong những quân bài khắc chế Willian ở thời điểm hiện tại. Chúng ta không cho ơ nhưng con bổng rồi đó là hậu ba búa tạ búa cuồng làm chóng quá ghê, tóc biến vào đầu bụi cỏ, ma thuộc đen được bật ra, đó là quả cầu băng xương được bật ra, đi cuồng điêu ma điêu ma còn dùng được con rồng biến. Và trước khi tôi nằm xuống đã có thể khai tử được một người rồi, họ tiến hành băng trụ ở pha này luôn nữa, một giọt máu cuối cùng còn trên đầu của đàn Rio Ma. Rio Ma đang chờ lắm sự tiếp viện từ đồng đội, bắn ra cho mình phát đại bác không rồi, Batman sẽ làm được chứ gì đây, quân ra dùng sao. Batman không làm được chứ quân à, Batman làm được. Trước khi anh ta nằm xuống, anh ta cũng đã có thể đồng quy vô tận với anh bạn Tulen, bằng ra cho mình cái chiêu 2 là phi tiêu dời rồi. À, rất ghê, rất khó chịu, rất khó chịu. Ông bà ta thường nói khởi sự khéo léo xem như bạn thành công được một nửa. Nhưng giờ phút này đây tôi cảm giác rằng nó khá là nhiều khe. Nhưng mà mình sẽ không để cho cái nỗi lo này nó trỗi dậy quá mạnh mẽ đâu. Tại vì ông bà ta có dạy giết nhau bằng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái u sầu sợ chưa. Nhiều khi cái hiện trạng thực tế nó chưa đủ sức để giết mình, nhưng chính cái nỗi lo nó đã giết mình rồi đó. Rồi chúng ta tiếp tục đi gank thôi nào. Hai thành viên ở bên kia, à nhìn vào minimap một tín hiệu tốt rồi nha, chỉ có hai người, họ đang quần lông bô thủ tiến vào quá sâu rồi, mất đi một đặc biến trầm trọng lực hay quá bạn ơi, bắt ngang hang ám được mở ra và ngục tù với thằng đã có thể khiến cho sinh mạng của hai thành viên ở bên kia đã bị hạ sát rồi. Đây là hai con bài rất khó để chịu trong những cái pha giao tranh, những cái pha di chuyển ở đây tôi cảm thấy hơi đồ ngu đồ ăn hại. Má biết ngay. Trời ơi, một cái pha di chuyển nó còn quá vụng dại đến từ đệ tứ hay còn gọi bắn tắt lóc chó. Trời ơi, quá uổng đi, hồi nãy là hơi nghi nghi rồi. Mình ngủ quên trên chiến thắng ngay cái thời điểm mà mình giết được hai thằng bên kia thì mình đã quá buông thả bản thân, xin lỗi mọi người nhé. Rồi con rồng và con Caesar đang còn bị bỏ ngỏ, nhưng không sao cả, ông bà ta có dạy nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Rõ ràng là như vậy, với một cái pha di chuyển ốc chó như thế mình đã rút được cho mình kinh nghiệm rồi. Mình sẽ không để những cái tình trạng như vậy xuất hiện nữa. Đội xanh tụi mình đang tiến hành ăn Caesar, có được Caesar rồi nha. Với con Caesar tiên phong này thì cái thế đẩy nó sẽ dần dần được củng cố hơn. Chạy về đi ông nội Yuka ơi, bọn cho mình con băng xương. Yuka làm cái quần què gì vậy ba? Trời ơi Yuka, anh ta chết quá hoành tử và anh ta đang trở thành một cái yếu tố, một cái rối loạn tâm lý cho tất cả các đồng đội này. Mặc dù chúng ta có thì mình con Caesar, nhưng thế đẩy vẫn đang thuộc về cho các đồng đội bên kia. Và họ vẫn đang bắn quá gắt trong giao tranh, họ vẫn đang quá mạnh về mặt sát thương. Và tôi đang nghĩ đến một cái viễn cảnh rất khủng khiếp vào giai đoạn của game, khi đó là một giòn đã được full đồ, khi đó là một giòn tận dụng tốt dù nội tại vô tận tên, thì làm sao anh bạn Batman có thể tấn công được đây? Một bài toán quá khó khăn dành cho anh bạn Batman khi ngay từ thời điểm ban đầu anh ta không thể nào phát huy được sức mạnh của mình, thì càng về giai đoạn cuối anh ta làm sao có thể được chơi đây? Căng rồi đây thực sự là như vậy. Một đội hình mà không có được cho mình khả năng chống chịu, các bạn có thể thấy được rằng Batman là một con tướng nó sẽ mạnh nếu như đó là một cái thứ hạng đâu đó cao thủ đổ xuống, còn đây là chiến tướng 60 sao nên kỹ năng của người chơi nó cũng khá ổn. Chúng ta đang ở một cái trạng thái là ở hot potato, chúng ta đang gặp phải một cái vấn đề nan giải, đó chính là cái sự liên kết, đó chính là cái sự đồng hành đồng sự, đó chính là cái sự gắn kết với nhau chúng ta chưa tìm được cho mình nói chung. Và những tình huống team fight của tụi mình nó chưa thực sự là ok lắm. Cẩn thận bạn ơi, cứu tôi giới gì đó, tụi tới ra đây ngục tù với thằng quýnh vô bạn ổng đó đi. Và đó là điểm hạ gục kế tiếp thuộc về cho mình bài Aleister. Tôi không muốn điều đó xảy ra, thực sự là như vậy. Cẩn thận ông, lộn cái quần què gì kỳ vậy má, lộn cái quần què gì kỳ vậy má. Bao đét sát thương chủ lực của tụi mình đã phải nằm xuống rồi. Tôi định khen con nhỏ bao đét, đó là một cái pha mà các đồng bên kia họ đang muốn chấm dứt cái ván game này. Họ đang dồn toàn bộ sức bình sinh của họ, họ đang dồn toàn bộ những chiêu thức quan trọng và tạo ra một lượng sát thương khủng khiếp của họ để có thể tiêu diệt tôi. Những điều đó là rất khó khăn dành cho họ, tuy hy vọng vẫn còn đó, chúng ta vẫn còn những cái trụ bảo vệ nhà chính quan trọng tại khu vực này. Chắc chắn là như vậy rồi. Violet cô ta chỉ mới nằm xuống 3 màn mà thôi, cô ta vẫn đang có được một cái tốc độ farm, cô ta vẫn đang có được cho mình một cái lượng vàng khá ok. Và những gì chúng ta cần làm là chờ con nhỏ Violet này nó xanh, và những gì chúng ta cần làm là chờ đợi cái sai lầm đến từ cái bên kia, và những gì chúng ta cần làm là chờ đợi anh bạn Batman có một cái pha mà tiêu diệt, có một cái pha mà inter skill, có một cái pha mà sát hại, có một cái pha mà ám sát thằng John một cách ngon nghẻ đi nào. Một khi mà John bị chết là chúng ta sẽ có được một cái lợi thế rất tuyệt vời đó. Và câu hỏi được đặt ra đây là bao giờ thì sức mạnh của anh Batman nó mới được khai triển đây? Và tôi chỉ có thể mượn cái câu
thơ cuối cùng của cái bà Xuân Quỳnh trong tác phẩm Sống đó là em cũng không biết nữa mà thôi. Valdez vẫn đang hit and run, vẫn đang giữ được vị trí khá ok. Batman đang ở trạng thái tàng hình, hãy tiêu diệt thằng xạ thủ đi Batman ơi. Batman hãy làm một điều gì đó đi nào. Batman anh ta đang chạm trán với thằng Wayland và anh ta đâu có thể bước từ được Wayland, đó là một điều tốt rồi. Yuka đã cũng phải bỏ mạng luôn, những tay đủ trao đổi mạng qua nhau. Valdez vẫn đang giữ được vị trí khá ok, hãy cẩn thận bạn ơi, hãy di chuyển cho thật sự là khôn khéo. Lối đánh phòng thủ sẽ là lối đánh, sẽ là cái điểm mạnh của các thầy Bill Simon. Hãy cẩn thận di chuyển, cẩn thận giùm con mà nội ơi, thằng tung lên tới kia. Không rồi, không ổn rồi. Những tình huống hot chết ở một cái pha ngàn cân treo sợi bún như vậy, khả năng sát thương của họ đang là quá ghê gớm đi. Trụ bảo vệ nhà chính cuối cùng của tụi mình tại vườn đường trên này nó sắp sửa phải nổ khi những đợt công phá đến từ thằng John nó đang quá khủng khiếp đi. Một con tướng đúng như những gì mà chúng ta dự đoán. Về giai đoạn cuối game như thế này, nó sẽ trở thành một cái vị trí hệ bờ carry và chỉ còn đâu đó một hai món trang bị nữa mà thôi, nó sẽ chạm ngưỡng đến sức mạnh đó. Con Caesar đang còn bỏ ngỏ, con rồng đang còn bỏ trống. Và liệu rằng đó có phải là những cái sự lựa chọn mà các thành viên đang nắm được cái quyền chủ động trong giao tranh họ hướng tới hay chăng? Nó vẫn đang là một ẩn số. Anh bạn Ryoma đang ra tín hiệu là chúng ta hãy ăn cho mình con Caesar, nhưng liệu rằng đây có phải là một quyết định mạo hiểm hay không? Các thành viên bên kia họ đang ở trạng thái MIA, họ mất dấu, họ biến mất trên bản đồ. Và đó cũng là một tín hiệu nguy hiểm đối với các thành viên Sonic mình. Thằng John đang ở đường giữa nha. Yuka và Batman họ đủ sức để ăn được Caesar và đủ khoảng thời gian trống không đây. Oma nó phát hiện rồi, cẩn thận. Oma lướt vào bằng búa cuồng, nhưng đó là khả năng kết liễu Caesar rất hay đến từ đại sư gấu mèo Yuka. Và sẽ bỏ mạng anh bạn Batman lại. Batman anh ta cố gắng lon theo vách tường để bỏ về. Và đó là một người bô lon đến từ tiền của đệ tử. Anh ta cũng đã bị đột tử trong tình huống này rồi. Nhưng không sao cả, một cái người chơi mà có lượng vàng quá thấp như vậy và sự cống hiến của anh ta không thật sự quá nhiều trong giao tranh, khi anh ta đang cầm cho mình con tướng sát thủ Batman được xem là khắc tinh, được xem là thiên địch của John, nhưng anh ta không thể nào phát huy được sức mạnh đó. Đơn cử như cái cây đây của John đang là 217, John chỉ mới chết một mạng mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ phải dồn toàn tâm toàn lực vào cho mình công tác phòng ngự. Wayland nó mất đi vị trí cuối lặn xác, đây sẽ là một tín hiệu tốt cho chúng ta rồi. Nhưng đó là khả năng truy bức anh ta, anh ấy đã gặp nguy biến rồi, chính là anh bạn Ryoma. Dồn sát thương combo được thực hiện vào tóc biến lên trên, hơi bị một màn nhốt của thằng Wayland lại. Nhưng đó là búa cuồng tóc biến ra xa nữa, chết bà rồi. Bị kiệt quê đi, bị mặt sinh khí đến từ đường cuồng vào. Để chúng ta sẽ phải gồng gánh làm sao đây, thằng John đã tới tiếp biển rồi, tôi không đủ sức để có thể làm được điều này. Những góc bắn đến từ vị trí của John đã bị mất đi trên bản đồ và chỉ còn một mình anh bạn Batman. Anh ta đủ sức để có thể phòng ngự không à? Khả năng tàng hình của anh ta cũng bị biến mất. Anh ta có gì về khả năng tàng hình rồi, mong rằng anh ta có thể thực hiện đi một file line để khiến cho thằng John bị khí tuyệt thân vong. Và chỉ cần chúng ta giải quyết đi bài toán của thằng John là chúng ta sẽ có cho mình tí hy vọng đó. Batman ơi, hãy làm gì đó đi bạn ơi, chúng ta đừng quyết đấu đi được con điều mà Rima bắt đầu phòng ngự rồi. Chúng ta không còn cho mình tí hy vọng, không còn gọi nào cả khi John nó bắn qua cũng kịp đi. Đa tình tự cổ đang di ẩn, di ẩn biến biến bất tuyệt kỳ.